tạp chí xã hội. Kỵ binh, chiến binh Viking hoặc hải tặc, người dân của thành phố Provence, cách thủ đô Paris khoảng 100 km, dường như không quá xa lạ với những người hóa trang thành những nhân vật thời Trung Cổ khác nhau đi lại trong thành phố. Người mặc áo lính, vác khiên, vác giáo, người thì đội mũ hải tặc, hay chỉ đơn giản là mặc những trang phục cổ xưa hòa vào không khí lễ hội hóa trang dưới cái giá lạnh của những ngày Giáng sinh đang đến gần. Provence thường được biết đến với lễ hội Trung Cổ được tổ chức vào mùa xuân và mùa hè, thu hút hơn 90.000 khách du lịch đến chỉ trong 2 ngày cuối tuần. Kể từ năm 2009, chợ Noel Trung Cổ vào mùa đông được tổ chức, khiến thành phố có niên đại từ thế kỷ 11 như được đi ngược dòng thời gian trở về quá khứ. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng nổ cách đây 2 năm, đây là lần đầu tiên chợ Noel Trung Cổ mở cửa trở lại đón du khách trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 12 vừa qua. Bên cạnh những gian hàng bày bán như ở chợ Noel truyền thống, trong dịp này, khoảng 60 gian hàng được mở ra giới thiệu những nét văn hóa Trung Cổ, đưa khách vào một cuộc du hành thời gian. Các cuộc hoạt động giải trí bên lề cũng được tổ chức như bắn cung, các tiết mục biểu diễn nhảy, phun lửa, đánh trận giả và kể chuyện cổ tích cho trẻ nhỏ. Chợ Noel Trung Cổ ở Provence không chỉ đặc sắc bởi cách hóa trang của những người đến xem, mà còn nhờ vào chính những chủ gian hàng nhập vai, kể lại một câu chuyện về thời xưa, kể về nhân vật mà họ thủ vai. Ông Gen Kosa cho biết. Hiện thời tôi là một người Scandinav ở Đan Mạch, vào thế kỷ thứ 9, chính xác là vào năm 870, sau cuộc viễn trình vĩ đại của quân đội Viking. Tôi đang mặc quần áo dân sự, nên có thể thấy tôi không phải là một quý tộc, ngay cả tôi nghĩ là như vậy. Ông Ken thuộc một hiệp hội chuyên tổ chức các trò chơi cổ xưa, chủ yếu là trò chơi chiến tranh. Tổ chức của ông có mặt tại nhiều lễ hội Trung Cổ để giới thiệu về hoạt động của hội cũng như các trò chơi mà họ thiết kế. Người sáng lập của hiệp hội, ông Jeremy giải thích như sau. Trò chơi mà chúng tôi thiết kế giống như một loại escape game, trò chơi tìm cách trốn thoát, nhưng phải cần khoảng 60 người chơi. Họ sẽ lựa chọn đội chơi của mình cũng như các nhân vật. Chúng tôi chuẩn bị trang phục cho họ hoàn toàn, từ quần áo, vũ khí cho đến áo giáp. Chúng tôi đưa ra những câu đố cần phải giải mã để tìm được vàng, nhưng cũng có thể tìm vàng bằng cách khác, đó là kết liễu những đối thủ. Tại trung tâm quảng trường San Kyrias, các thương nhân bắc bếp lửa, nấu rượu vàng nóng, thoang thoảng mùi quế hồi. Rượu được múc từ các nồi bắc trên bếp củi chứ không phải từ bình như tại các chợ Noel truyền thống. Đồ tại chợ cũng rất khác lạ. Thay vì bán đồ trang sức hay các loại bánh ngọt thường ăn vào dịp năm mới, các gian hàng chợ Noel Trung Cổ bày bán cung tên, đồ hóa trang, áo choàng hay những vật dụng trang trí thủ công. Đôi khi, du khách sẽ bắt gặp một nhóm nhạc chơi những điệu nhạc xưa cổ hay một nhóm người mặc đồ truyền thống từ vùng Bretagne kéo các du khách vào nhảy cùng họ. Đối với những người thích phong cách Trung Cổ châu Âu, đây là dịp để diện những bộ trang phục theo chủ đề, như trường hợp của bà Leticia cùng chồng, hóa trang thành cướp biển đến chợ Noel. Chúng tôi đến đây vì đây là sự kiện dành cho những người thích hóa trang thời Trung Cổ là chính. Nhưng vì đây là dịp Noel nên làm được cả hai thì càng tốt. Chúng tôi có rất nhiều trang phục theo kiểu Trung Cổ, có khi là cần cả một gian phòng mới có thể cất hết các trang phục cổ của chúng tôi. Còn cô Susan khoác áo choàng lông màu trắng, tự hào khoe bộ trang phục mà mẹ cô đã tự tay may. Cô chọn vải, chọn mẫu, còn mẹ cô thì vốn thích may vá và làm những trang phục mang tính lịch sử. Mẹ cô đã dành 3 tháng để may trang phục này. Cô Suzanne cho biết. Có lần tôi đã phát hiện ra là có một chợ Noel với chủ đề Trung Cổ. Thông thường thì các lễ hội hóa trang Trung Cổ thường là vào mùa hè nóng nực. Do vậy, đây chính là dịp để mặc choàng và bộ đồ này, vì đúng là trời không nóng mà còn rất lạnh.
tại một gian hàng bày bán các đồ trang trí kim khí. Hai người thợ rèn đang quạt lửa, cầm búa gõ vào miếng kim loại đã được đốt nóng chảy để tạo hình. Từ búa cho đến máy quạt lửa, tất cả đều là những công cụ thô sơ từ thời xa xưa, khăn trùm đầu trong bộ trang phục màu xám, phong cách trung cổ. Một người thợ rèn giải thích với những người đứng xem quá trình tạo ra một mũi tên. Tôi vừa cho miếng sắt này vào lửa và hiện thời sắt vẫn còn nóng. Miếng kim loại này càng được tinh luyện thì càng nóng. Bây giờ tôi sẽ đập bẹp xuống và kéo dài ở phía trên, sau đó cuộn tròn đầu mũi tên lại để làm giá đỡ và gắn đầu gỗ vàng. Những người thợ rèn này làm việc cho Hiệp hội La Forge du Paris, thường có mặt tại nhiều lễ hội khác nhau để giới thiệu các kỹ nghệ rèn sắt từ thời Trung Cổ cho công chúng. Chủ tịch của Hiệp hội, ông Cyril de Bajelgon, cho biết làm nghề rèn sắt giống như là thực hiện một giấc mơ của trẻ thơ vậy, qua những câu chuyện cổ tích. Ông Cyril cho rằng việc bảo tồn và duy trì nghề này rất quan trọng. Hiệp hội của ông gồm dưới 10 người và ông tự hào nói đã thành công truyền nghề, truyền đam mê rèn sắt cho những người trẻ. Đó là những anh thợ rèn ở trong gian hàng của ông. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều lễ hội biến mất, những nơi mà chúng tôi đã từng tham gia. Thật là đáng buồn, nhưng cũng có những lễ hội vẫn tồn tại như ở Provence. Sau đại dịch Covid, chúng tôi dần dần quay trở lại công việc của mình và chúng tôi hy vọng rằng có thể tiếp tục phát triển, truyền bá kiến thức của chúng tôi. Tôi cho rằng việc bảo tồn những kiến thức kỹ nghệ cổ xưa này rất là quan trọng bởi chúng ta luôn có nguy cơ phải quay trở lại quá khứ, phải rèn sắt như tổ tiên của chúng ta. Lỡ có một ngày không còn máy tính hoặc các thứ khác thì sao? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Do vậy, ai có bàn tay khéo léo đều có thể xoay sở tốt hơn trong tình trạng này hơn là những người chỉ biết đến công nghệ hiện đại. Không chỉ bởi âm thanh búa đập vào sắt kêu inh ỏi, mà còn cả những ngọn lửa bắt mắt, sự ấm tiết trời lạnh không độ ở Provence. Gian hàng rèn sắt của ông Cyril có lẽ là khu vực thu hút đông đảo khách đứng lại xem nhất. Cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, một du khách nói, tôi rất thích những đồ vật mà có một câu chuyện đằng sau, nhất là khi chúng được chế tạo bởi một người đặt niềm đam mê, tình yêu và tài năng vào trong đó. Trong đám đông đứng trước sừng rèn của ông Cyril, bà Dominique và chồng cũng có mặt. Bà nhận định về chợ Noel Trung Cổ như sau. Chợ Noel Trung Cổ sống động hơn và thú vị hơn. Chợ Noel hiện nay thì chỉ có tiền và vì tiền. Trong khi ở đây thì mọi người ai cũng vui vẻ. Tôi thấy gian hàng của ông thợ rèn là rất thú vị. Chúng tôi đã dành khá nhiều thời gian ở đó bởi vì ngày xưa thợ rèn là một người có vai trò quan trọng, một người có địa vị trong làng, là người thầy của lửa. Cách đây hơn chục thế kỷ, Provence được cho là nằm ở ngã tư của các tuyến đường thương mại kết nối châu Âu. Vào thế kỷ 12 và 13, Provence là một trung tâm thương mại bậc nhất, có tiền tệ riêng và nổi tiếng với những hội chợ champagne. Thành phố Trung Cổ được quy hoạch để phục vụ nhiều thương nhân. Đường được mở rộng cho các đoàn xe đi qua, nhiều kho hàng được xây dựng để cho thuê. Khi đó, Provence có vài chục nghìn cư dân và cũng nổi tiếng với nghề sản xuất rèm cửa, buôn bán đồ sa, sắt và dao kéo. Đến nay, Provence không còn là một trung tâm kinh tế, mà chỉ là một thành phố nhỏ với khoảng 12.000 dân. Tuy nhiên, nhà thờ và những nơi sinh hoạt tôn giáo, cũng như các hầm rượu từ hàng chục thế kỷ trước, và đặc biệt là lễ hội Trung Cổ, vẫn còn được gìn giữ nguyên vẹn. Vào năm 2001, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO đã công nhận Provence là một trong những di sản của thế giới cần được bảo vệ.